nộp tiền vào ngân hàng mua đất, người đàn ông mất trắng hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân loạt lãnh đạo ở Thanh Hóa sổ khám. Khởi tố 3 bị can hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh. Nộp tiền vào ngân hàng mua đất, người đàn ông mất trắng hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, đã nộp hơn 2,1 tỷ đồng để mua đất đang cầm cố, nhưng chủ đất không bán nữa, còn ngân hàng không trả lại tiền. Khổ chủ đau đầu, không hiểu sao ngân hàng lại lấy tiền của mình thanh toán nợ cho người khác. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nhận đơn xem xét giám đốc thẩm của anh Vương Quang Tuyên ở Bắc Quang, Hà Giang, đề nghị hủy án của tòa Hà Giang liên quan tranh chấp giữa anh và ngân hàng BIDV tỉnh. Vụ việc bắt nguồn khi anh Tuyên nộp 2,1 tỷ đồng vào BIDV Hà Giang để trả nợ thay ông Nguyễn Thác Huyền và được quyền mua mảnh đất ông Huyền đang cầm cố tại ngân hàng này. Sau đó anh Tuyên không mua được đất và cũng không được trả lại tiền nên khởi kiện. Vụ việc được Tòa án Nhân dân huyện Xín Mần xử sơ thẩm vụ án năm 2021 và Tòa tỉnh Hà Giang xử phúc thẩm năm 2022. Nội dung các bản án thể hiện, ông Huyền cầm cố mảnh đất trị giá 2,3 tỷ đồng ở huyện Xín Mần cho BIDV Hà Giang để đảm bảo khoản vay của hợp tác xã Huyền An của vợ chồng ông Huyền, bà An. Do không có tiền trả nợ, tháng 9 năm 2019, ông Huyền cùng BIDV Hà Giang và anh Tuyên ký biên bản với nội dung BIDV Hà Giang và ông Huyền đồng ý bán mảnh đất của ông Huyền cho anh Tuyên. Sau khi hợp đồng mua bán được công chứng, bên mua thực hiện thanh toán nộp tiền vào tài khoản của hợp tác xã Huyền An để đơn vị này trả nợ theo lộ trình cho BIDV Hà Giang. Ngân hàng có nghĩa vụ xuất hồ sơ tài sản bảo đảm để các bên hoàn thiện thủ tục pháp lý mua bán, chuyển nhượng theo quy định. Như vậy, BIDV Hà Giang sẽ được thanh toán khoản vay của hợp tác xã Huyền An, anh Tuyên được mảnh đất ông Huyền cầm cố. Để chuẩn bị tài chính theo yêu cầu của ngân hàng, ngày 30 tháng 9 năm 2019, anh Tuyên nộp 600 triệu đồng và 8 hôm sau nộp tiếp 1,5 tỷ đồng vào tài khoản trung gian của ngân hàng BIDV Hà Giang. Các bên đều xác nhận việc này. Ông Huyền sau đó thông báo bà An không cho bán đất và yêu cầu BIDV Hà Giang trả lại tiền cho anh Tuyên. Tuy nhiên ngân hàng này vẫn dùng 2,1 tỷ đồng tại tài khoản trung gian để thanh toán khoản vay của hợp tác xã Huyền An. Các khoản vay của hợp tác xã Huyền An sau đó vẫn không được trả đủ, đúng hạn nên ngân hàng khởi kiện vào năm 2020. Tòa án cho ngân hàng được quyền phát mại căn nhà anh Tuyên đặt mua. Anh Tuyên cũng khởi kiện vào năm 2021, tòa án huyện Xín Mần cho rằng hợp đồng mua đất giữa ba bên vô hiệu, BIDV Hà Giang do vậy phải trả lại 2,1 tỷ đồng cho anh Tuyên đã nộp vào tài khoản trung gian kèm bồi thường thiệt hại. Ngân hàng kháng cáo cho rằng 2,1 tỷ đồng đã được khấu trừ vào tài khoản nợ của ông Huyền nên ngân hàng không thể trả cho anh Tuyên. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang xử phúc thẩm năm 2022 cho rằng việc anh Tuyên không mua được đất là do bà An, vợ ông Huyền không đồng ý bán. Cấp phúc thẩm xử án sơ thẩm, tuyên ông Huyền phải hoàn trả, bồi thường tiền cho anh Tuyên, ngân hàng không có nghĩa vụ này. Anh Tuyên do vậy làm đơn xin giám đốc thẩm với căn cứ BIDV Hà Giang tự ý chuyển tiền của anh tại tài khoản trung gian sang tài khoản khác để trả nợ cho hợp tác xã Huyền An và chính ông Huyền cũng xác nhận tình tiết này. Anh Tuyên cho rằng việc này gây thiệt hại tài chính của mình. Hơn nữa vào năm 2020, khi ngân hàng khởi kiện hợp tác xã Huyền An để được phát mại căn nhà đang thế chấp, ngân hàng giấu, không đưa anh Tuyên vào tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo anh Tuyên, ngân hàng cố ý chiếm đoạt tiền của tôi. Đến nay ngân hàng vừa được mảnh đất của ông Huyền, vừa được hơn 2 tỷ đồng của tôi. Anh nêu quan điểm, đây là một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân loạt lãnh đạo ở Thanh Hóa sổ khám. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam 5 người, trong đó có 4 lãnh đạo sở, ngành liên quan tới sai phạm gây thất thoát 56 tỷ đồng tại dự án đất vàng Hạc Thành Tower. Mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, dự án đất vàng giữa ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, bí thư huyện ủy Như Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã và ông Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Hai cựu lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Như vậy, liên quan tới dự án đất vàng tai tiếng này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt giữ 5 người. Ngoài ông Đinh Xuân Hướng và ông Nguyễn Mạnh Sơn mới bị bắt, trước đó ngày 22 tháng 7, 2022,
Nguyễn Bá Hùng sinh năm 1966, nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng sinh năm 1959, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể toàn diện về quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Trong tổng số 12 dự án nói trên, có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower được phê duyệt năm 2011 với diện tích 0,3 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã làm chủ đầu tư. Theo kết quả điều tra, dù đến năm 2013 mới giao đất, thế nhưng dự án Hạc Thành Tower vẫn được tính giá đất của năm 2009 là 21 triệu đồng trên 1m2, trong khi thực tế, tại thời điểm 2013, giá đất được đơn vị ngay cạnh giao dịch với ngân hàng là gần 60 triệu đồng trên 1m2. Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ. Khởi tố 3 bị can hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh. Thưa quý vị, Trần Văn Khe, 51 tuổi, Đào Việt Long, 33 tuổi, ở Quảng Ninh và Nguyễn Anh Ngọc, 24 tuổi, ở Thái Bình đã bị Công an Hạ Long khởi tố để điều tra hành vi hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh. Liên quan đến vụ hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Ba bị can nói trên gồm Trần Văn Khe, 51 tuổi, Đào Việt Long, 33 tuổi, cùng ở Quảng Ninh và Nguyễn Anh Ngọc, 24 tuổi, ở Thái Bình. Trước đó, lái xe Bùi Hữu Tới, 32 tuổi, ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, phản ánh bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường. Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và triệu tập một số người liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe biển kiểm soát 14B00291 đã chặn xe tấn công lái xe biển kiểm soát 17B02123 tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình, đe dọa đánh lái xe. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.